Giày da là phụ kiện không thể thiếu của mỗi quý ông. Không chỉ mang tính tiện lợi, giày da còn thể hiện phong cách và nâng tầm giá trị cá nhân. Giữ gìn một đôi giày da luôn sạch sẽ cũng chính là cách thể hiện sự tôn trọng với người đối diện. Trong video này, ba sẽ bật mí cách vệ sinh giày da đơn giản tại nhà nhé. Đối với giày da bò, da tổng hợp, làm sạch bụi bẩn. Để làm sạch bụi bẩn, đầu tiên bạn cần tháo dây giày da. Sau đó, sử dụng các bàn chải lông mềm hoặc khăn khô để lau toàn bộ bề mặt giày, loại bỏ bụi bẩn bên ngoài đôi giày. Vệ sinh các vết bẩn trên giày. Trừ một số chất liệu đặc biệt thì bạn có thể sử dụng xà bông pha loãng để lau đi các vết bẩn trên giày, sau đó lau kỹ lại với nước sạch. Tuy nhiên, hãy hạn chế để xà bông tiếp xúc vào mặt trong giày để tránh bị hư hỏng hoặc bong keo. Nếu có nước tẩy rửa giày chuyên dụng thì còn trần trừ gì mà không sử dụng, làm khô giày ở những phần đã lau chùi. Sau khi làm sạch vết bẩn, bạn hãy sử dụng khăn sạch để làm khô các phần đã lau chùi. Nếu có thể, hãy để giày nghỉ 20 đến 30 phút cho đến công đoạn tiếp theo. Tẩy vết trắng sau khi giày khô. Nếu sống ở những nơi mưa nhiều hoặc khí hậu ẩm ướt, đôi giày của bạn sẽ xuất hiện những vết trắng do nước đọng lại sau khi khô. Để loại bỏ đi vết bẩn kém thẩm mỹ này, bạn có thể dùng giấm trắng pha loãng với nước lau nhẹ nhàng vài lần, sau đó dùng khăn khô lau lại một lần nữa. Đánh bóng giày. Sử dụng các loại xi si đánh giày để đánh bóng đôi giày của bạn, hãy chú ý đánh bóng cả phần đế giày và dây giày để đôi giày của bạn sáng bóng như mới nhé. Đối với giày da lộn, da lộn là chất liệu khá khó tính trong quá trình vệ sinh, đặc biệt nếu giày da lộn xuất hiện những vết mốc cứng đầu thì sẽ khó khăn hơn một chút. Oba sẽ giúp bạn vệ sinh, làm sạch và làm mới giày da lộn với những bước đơn giản sau: Lau chùi vết bẩn trên giày. Đầu tiên, hãy sử dụng bàn chải lông mềm để lau đi các vết bẩn trên giày tuy nhiên cần chú ý nhẹ nhàng và không trả sát mạnh, tránh làm da bị hỏng và mất thẩm mỹ đôi giày. Làm mở các vết xước trên da lộn Da lộn thường hay mắc phải vấn đề là những vết xước. Có một cách đơn giản để khắc phục đó là sử dụng gôm tẩy. Bạn chỉ cần dùng gôm tẩy trả sát nhẹ lên giày, các vết xước sẽ nhanh chóng biến mất. Loại bỏ các vết dầu mỡ Nếu đôi giày da lộn của bạn đang dính các vết dầu mỡ, hãy áp dụng cách đơn giản, đó là dùng bột ngô phủ lên các vết dầu mỡ. Đợi khoảng 1 đến 2 tiếng rồi dùng bàn chải lau chùi lại một lần nữa, tuyệt đối không dùng xăng để tẩy vết dầu mỡ vì sẽ khiến đôi giày bị ám mùi và hư hỏng chất liệu da, sử dụng dung dịch bảo vệ giày da lộn. Có một cách khác giúp bạn bảo vệ đôi giày da lộn của mình hiệu quả, tuy nhiên lại có chút tốn kém hơn, đó là sắm dung dịch bảo vệ giày. Dung dịch bảo vệ giày sẽ giúp đôi giày tránh khỏi những vết bẩn phổ biến, đặc biệt trong các điều kiện môi trường đặc biệt như thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm. Trên đây là cách vệ sinh giày da đơn giản tại nhà. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các sản phẩm về đồ da, hãy ghé website của Oba để lựa chọn các sản phẩm đồ da đẹp nhé. Cảm ơn bạn đã xem video. Nhấn like và đăng ký để theo dõi các video mới từ Oba nhé.